Xin chào các bác. Hôm nay trời mưa to quá các bác ạ. Không quay được cho các bác xem cảnh ở đây. Rất xin lỗi. Hiện tại mưa to quá. Mẹ rách hết con rồi. Rách hết con rồi. Lại chụp ảnh cho anh chưa? Sao nào? Mưa quá các bác ạ. Này mưa to quá. Đây bây giờ anh em chúng tôi đang kiểu đang dừng chân ở một cái nhà đây, nhà hoang. Anh Thư ơi, làm con gà chơi chơi không? Rách hết rồi. Lúc nào nó hiệu quả như thế này. Hả? Lúc nào nó hiệu quả như thế. Em sợ không cháy ấy. Đấy, không nào được. Rớt lắm. Đấy. Thoải mái đi. Chết rồi em. Không mang cái mic đi rồi. Có cái gì không? Có gì đốt được không? Không, đấy toàn giấy tờ em ấy. Đốt giấy tờ mà không được mà. Ngáo à, bao nhiêu bằng biết các kiểu mẹ, giấy xác nhận ở đây hết. Em sợ không cháy được ấy. Hồi nãy qua bên kia không biết mưa xúc xích nữa nhỉ. Ngu nhỉ. Cháy ơi, cháy ơi. Ồ, lạnh thật đấy. Một tí lừa đi thôi mà. Vâng. Em thấy đói rồi ấy. Quá phiền. Mấy ông đi đường này, ông nào cũng nhìn đấy. Yêu ơi. À đây. Anh quen à? Anh quen à? Chị được vui. Vậy. Chàng trai hơ mông bên bếp lửa. Ngày mông. Xin chào pha. Thế biết hết em à. Trước em còn đi bán thịt lợn ở khu đấy cơ. Mà cứ rút khai mà. Khai mà. Các bác ơi, đường về bản nó khổ đấy. Kìa lún. Lún rất sâu luôn đấy, đang hot kìa.
Đoạn này lún sâu lắm. Dép rồi này. Cứ đi đi qua đoạn này đi. Ui. Thề luôn đường này. Ôi. Đây đây anh ơi. Ôi. Thật sự là đã phải là đi bỏ dép ra. Xách dép. Mày mới chuyển cho người xách dép đâu. Em tự nhiên em qua đấy anh kia bảo là đấy, anh đi anh xách dép cho mày. Tự nhiên lần đầu tiên trong đời có thằng xách dép cho mình. Ôi sạch rồi. Ôi thanh niên rửa xe làm gì. Các bác thấy ở đây như nào? Quá đẹp không? Quá đẹp luôn. Mây. Và khu vực này là bắt đầu toàn núi rồi đó các bác. Mây này nhiều quá.